Mình xin chào tất cả mấy anh em nha. Bữa nay mình không có chuyện gì làm nên rảnh rảnh test con men chơi anh em ơi. Con men bữa nay mình test con men 4 kênh nha anh em. Con men 4 kênh mình đánh qua shop nha. Rồi con men 2 kênh thì mình đánh full nha. Con men 4 kênh này mình nhập lại đánh bờ rai luôn nè, mình gạt cái bờ rai là mình đánh nhập kênh luôn á anh em. Tại vì con men này nó 1600W, nếu mà nhập bờ rai lại thì nó tầm khoảng 2800 đến 3000W, nên mình đánh thử hai quả súp 50 từ 208 con 125. Mình đi cái dàn máy mình là mixer Dynacord CMS 600 nha anh em. Mixer này mua cũng hơn năm rồi. Với quản lý nguồn AT A8. Với Migo AT 880F. Với con dàn số X7, Bose X7. Với con cốt số nha, 260 này có hàng Trung Quốc nha. Với con men 7, với con men AT 4 kênh. Tủ máy mình gọn, nhỏ gọn lắm anh em, không có đồ gì đạt gì nhiều chứ. Với cặp súp là đơn từ 208 con 125. Dưới đây là cái cặp micro, cặp full là full AT quyền thoại nè, 2 năm rồi anh em. Cặp full này nè 2 năm rồi. Cặp này là cặp full mà AK mà mình tự gáp nha. Có đồ gì mình gáp. Cặp này mới gáp được hơn năm thôi. Rồi bây giờ mình test nhạc thử con men 4 kênh nó đánh súp làm sao nha anh em. Rồi mình test thử tiếng súp mình test, mình không có mở full nha anh em. Anh em đeo tai nghe vô nghe tiếng súp nha, có tai nghe đeo vô. Tiếng súp của mình mà đánh nhập kênh lại mà sao mà gió nó cũng không dội ra được anh em. Giấy nó hơi à. Đánh nó không mát giấy luôn nữa. Không có hơi, làm như nó không có hơi à. Mà tôn thì nó kêu dữ lắm nha. Sắp bên đây luôn nè, đẩy lớn lên chút xíu nè.
mình tạm ngưng, mình đổi lại con men hai kênh của mình đánh xúp thử nha anh em. Cũng một mức âm lượng nha. Rồi mình mới đổi dây lại nha anh em. Đổi dây lại con men trên mình đánh xúp nha. Men 4 kênh thì mình đánh lại full. Mình đánh lại full thì mình gạt qua bên CT lại nha anh em. Cái này mình link kênh nè. Như kênh C mình link qua kênh D nè. Rồi kênh A thì mình link qua kênh B. Rồi mình đánh mỗi cái một lo nha. Là 4 dây lo riêng biệt. Cái này cái men trên thì mình như kênh A thì mình làm cộng dây mình link qua kênh B chứ mình không có gạt nha, có nút gạt mình không có gạt, mình link nha. Làm dây mình link. Rồi, ra phía trước nha. Test tiếp. Rồi, nhả ra. Âm lượng thì còn nguyên nghe anh em. Rồi, test tiếp. Rồi, nhả súp ra nha. Chết cha, sao không lên. Sao kỳ ta. Nhiêu được ha. Test thử micro rồi. Mất đây đó, gài quá biết thú không. Để mình chỉnh micro lại một cái. Mixer thì mình đi cũng đơn giản lắm. Tại mình chỉnh cũng tầm trung không à. FS mixer thì mình không có xài nha. Mình xài trên cái con dàn số Bose X7 nè.
Rồi. Đứng đây lại đây chắc tầm khoảng cái hàng ba của mình chắc 1 2 3 4 5. Nghe tầm 2 mét anh em. Thử micro nha. Biết hú không nữa. Lưng bụng hen. Lưng năm sầu hen. Hai một năm sáu lên. Tại cái này là mình chỉnh con dàn số nó có eco 3D nha anh em. Eco 3D cho nó vài phần trăm ăn cho cái lò của mình là nó đá nhau á. Đá như bên phải bên trái đó, đá đá qua đá lại anh em, cho dân ở đây dân như mấy người mà người ta không chuyên nghiệp về hát kỳ quạt á, đá eco vậy cho nó nhiều nhiều eco nó dễ hát. Cái này mình quay cái con BA anh em nghe thử nha, xem đây con BA nè, để mình lấy nét cái. BA nha. Đây mình quay cái con BA nha anh em. Cái này là 1 2 là mình đánh full nha. Lớn lên đây. 5 5 6 thì mình đánh súp. Rồi cái này mình bấm qua EQ nha. EQ thì 1 2 mình chỉ cắt cắt có một cái thôi. Đây mình cắt nha, mình cắt hú nha anh em. Hú ở trên con PA cắt chút đỉnh. 3 4 thì mình không có xài nên mình không có cắt. 5 6 bên súp thì mình không có cắt tới luôn. Này là tổng nè, tổng của EQ. Cắt ít lắm anh em. Anh em mà cắt nhiều quá là micro của mình là thua, hát không nổi. Nên mình hạn chế cắt. Vậy có nhiêu đó à. Dân số là dân số có máy tính quay mới được. Ở đây không có dân, không có máy tính nên em phép mình đi gì thôi. Rồi dàn máy này thường thường mình đi gì á. Mà mixer mình chỉnh rồi mình cũng ít có kéo xuống lắm. Để nguyên à. Anh em nếu mà anh em nghỉ hát anh em kéo lên kéo xuống rồi tới chỗ khác á, mình mắc canh chỉnh lại mệt lắm. Chỉ không gian nào á không hợp với cái mod chỉnh này á thì mình mới chỉnh. Với hai nữa mình để yên nguyên vậy nè, để nguyên vậy cái sau này cái cần của mình ít có đẩy lên đẩy xuống thì nó cũng bền được cái mixer mình hơn. Mình tắt thì mình bấm cái nút mode này cái là mình tắt nguyên cái dàn máy, không có lai tổng mình không kéo luôn. FS gì mình có không kéo gì qua eco mình không kéo, micro mình không có kéo luôn, bỏ nguyên vậy đó. Chỉ mình kéo cái lai nhạc xuống không, lai nhạc mình kéo xuống lai nhạc rồi mình mở máy mình nhả nó lên.
Mà với hai nữa là Migo mình đi show thì mình set up rồi á. Nếu mà set up rồi thì hạn chế lắm. Set up cho tiếng nó đầy đủ âm chung, âm chép, tiếng thanh thao thoát rồi thì người ta hát á, mình đâu có canh được mấy cái này nữa. Tại vì mình đâu có cầm Migo nữa mình canh. Nếu mình đẩy lên á, đẩy lên thì được, mà đẩy xuống hồi anh em đẩy lên nó lạc. Anh em đâu có biết cái ngưỡng nào nữa mà anh em đẩy. Nên mình hạn chế mình đẩy lắm. Mình canh dư rồi mình là nếu mà hú á, hú thì mình giảm cho đây, giảm xuống 1-2-3 mức. Rồi khi nào hồi nó không hú á thì mình bấm lên. Thì nó có thông số nó chuẩn lắm. Chuẩn hơn là mình đẩy. Mình đẩy kéo người ta đang hát tự nhiên mình dên mình chỉnh. Bass chung chép hay là đẩy càng Migo đẩy hồi anh em đẩy hồi chất quớt luôn. Nếu mà nó hú thì càng hú thêm. Vậy đó. Lên set up là chỉnh lượt 2 Migo chỉnh rồi. Góc nào rồi là mình không có chỉnh lại. Bass chung chép tại mình không có cầm nữa mình không có chỉnh. Lên đâm sâu em. Một hai tám sáu lên test khúc nhạc nha anh em.